Nội dung bài học tiếp theo, tôi hướng dẫn cho các bạn về thủ tục thành lập doanh nghiệp. Đối với cá nhân mà muốn thành lập doanh nghiệp thì phải có hồ sơ thành lập doanh nghiệp. Thì lúc đó công ty mới được cấp đăng ký kinh doanh. Thì hồ sơ thành lập doanh nghiệp thì cần những giấy tờ gì? Căn cứ theo điều 21-22 luật doanh nghiệp năm 2020, thì hồ sơ doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần cần có các giấy tờ như sau. Thứ nhất là giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Thứ hai là điều lệ thành lập doanh nghiệp. Thứ ba là danh sách thành viên công ty, danh sách cổ đông công ty. Thứ tư là bản sao chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu của người thành lập doanh nghiệp. Thứ năm là danh sách người đại diện theo ủy quyền nếu có. Sáu là giấy ủy quyền của giám đốc cho người đi nộp hồ sơ. Mẫu hồ sơ thành lập doanh nghiệp chuẩn thì cần phải quan tâm đến hồ sơ nào, mẫu nào. Thì trong những cái danh sách mà hồ sơ thành lập doanh nghiệp cần có ở trên thì có mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp sử dụng phụ lục 1.1 đến 1.4 của Nghị định số 01/2021, Nghị định của Chính phủ. Ngoài ra thì các danh sách cần dùng thì cũng được quy định chi tiết tại phụ lục của nghị định này. Đối với công ty cổ phần mà có nhiều hơn 11 cổ đông hoặc có cổ đông là tổ chức chiếm trên 50% vốn điều lệ thì trong hồ sơ thành lập công ty cổ phần phải bao gồm nội dung liên quan đến hội đồng quản trị, ban kiểm soát. Cụ thể là hội đồng quản trị có từ 3 đến 11 thành viên. Ban kiểm soát thì theo quy định của công ty cổ phần có trên 11 cổ đông thì phải lựa chọn một trong hai mô hình quản lý như sau. Một là mô hình tổ chức quản lý gồm đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát và giám đốc hoặc tổng giám đốc. Hai là mô hình tổ chức quản lý gồm đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị và giám đốc hoặc tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có ban kiểm toán nội bộ trực thuộc hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty. Quy định về ban kiểm soát công ty cổ phần thì căn cứ điều 168 luật doanh nghiệp năm 2020 thì ban kiểm soát có từ 3 đến 5 kiểm sát viên, nhiệm kỳ không quá 5 năm. Trường hợp kiểm sát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà kiểm sát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì kiểm sát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục được thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi kiểm sát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ. Như vậy, đó là những vấn đề mà đối với một công ty mới thành lập cần phải có và cần phải đáp ứng theo đúng yêu cầu của luật doanh nghiệp.